Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Trước khi tâm tình lời Chúa thì tôi xin đọc một phân đoạn Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 2. Tôi đọc theo bản dịch hiện đại cho nên nó hơi khác một chút. Chúng tôi giảng triết lý của Thượng Đế là huyền nhiệm, trước kia không ai biết. Nhưng từ ngàn xưa, Thượng Đế đã dành sẵn để đem lại cho chúng ta vinh quang muôn đời. Không một nhà lãnh đạo nào của thế giới biết được huyền nhiệm này. Vì nếu biết rõ, họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh quang trên cây thập tự. Theo Thánh Kinh, huyền nhiệm đó là những điều mắt nào, chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe, và chí loài người chưa hề nghĩ tới. Nhưng Thượng Đế đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài. Thượng Đế đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Thượng Đế. Vì chẳng ai có thể biết những tư tưởng sâu kín trong lòng người, trừ ra tâm linh của chính người đó. Cũng thế, ngoài Thánh Linh, Thượng Đế, không ai biết được những ý tưởng mầu nhiệm của Thượng Đế. Thượng Đế ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta, không phải thần linh trần gian, nên chúng ta biết được những ân tứ của Thượng Đế. Amen. Kính thưa quý đầy tớ Chúa, có những sự khác biệt rất lớn giữa chúng ta là Cơ Đốc nhân với thế gian. Sự khác biệt giữa chúng ta với người thế gian là gì? Đó là Chúa Giêsu. Nếu không có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta chẳng có sự khác biệt nào với người thế gian. Chúng ta cũng giống họ thôi. Và giữa các Cơ Đốc nhân với nhau cũng có một sự khác biệt rất lớn. Giữa những Cơ Đốc nhân với Cơ Đốc nhân có một sự khác biệt rất rõ ràng, rất lớn. Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân được đầy dẫy Thánh Linh và Cơ Đốc nhân không đầy dẫy Thánh Linh. Hội Thánh có amen không ạ? Có sự khác biệt rất lớn giữa Cơ Đốc nhân bước theo Thánh Linh và Cơ Đốc nhân bước theo xác thịt. Có sự khác biệt rất lớn giữa Cơ Đốc nhân có ân tứ và Cơ Đốc nhân không có ân tứ. Có sự khác biệt rất lớn giữa Cơ Đốc nhân có bông trái và Cơ Đốc nhân không có bông trái. Có sự khác biệt rất lớn giữa những Cơ Đốc nhân luôn luôn đeo bám, khao khát Đức Thánh Linh và Cơ Đốc nhân không khao khát Đức Thánh Linh. Cái sự khác biệt đó rất là rõ ràng ở trong cuộc đời của Cơ Đốc nhân. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời được đề cập đến trong Kinh Thánh rất nhiều lần. 96 lần Kinh Thánh nhắc đến Đức Thánh Linh. 28 lần Kinh Thánh gọi Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời. 26 lần Kinh Thánh nói rằng thần Đức Thánh Linh là thần linh của Chúa. Rồi Kinh Thánh nói là Ngài là thần của lẽ thật. Ngài là thần mạnh sức. Ngài là thần mưu luận. Ngài là đấng ban bình an. Ngài là đấng mạnh sức. Và Đức Thánh Linh có rất nhiều những cái vai trò ở trên đời sống của Cơ Đốc nhân. Ở trong vòng chúng ta đây, có ai đó cần sự khôn ngoan không? Thánh Linh là thần của sự khôn ngoan đấy. Trong vòng chúng ta đây, có ai cần sức mạnh của Chúa không? Đức Thánh Linh là thần, thần của sự mạnh sức. Trong chúng ta đây có ai cần đến sự mưu luận để chiến thắng được thế giới này không? Đức Thánh Linh là đấng mưu luận đấy. Trong vòng chúng ta đây có ai, có ai đang cần những lẽ thật mầu nhiệm của Thiên Chúa không? Ngài là thần của lẽ thật đấy. Đó là sự khác biệt. Và tôi thấy rằng trong cuộc đời bước đi với Chúa, những năm tháng mà tôi học hỏi Kinh Thánh, những năm tháng mà tôi quan sát cuộc đời của những Cơ Đốc nhân,
tôi thấy có những sự khác biệt quá lớn lao. Chúng ta thấy rõ ràng sự khác biệt giữa Eli và Elise là gì. Chúng ta thấy đầy tớ Chúa ngày hôm nay nhắc đến Eli, nhưng mà giữa Eli và Elise có một sự khác biệt rất lớn. Có đúng như vậy không, các đầy tớ Chúa? Vậy thì điều gì đã làm đến sự khác biệt giữa Eli và Elise? Một người là thầy, một người là trò. Nhưng mà trò thì làm phép lạ gấp đôi thầy. Điều gì đã làm đến sự khác biệt đó? Vâng, thần của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy là giữa David, David với Saul, một người chỉ là một người chăn cừu, một người chăn chiên và một vị vua. Ôi, vua thì cao sang lắm. Vua Saul, Eliab là anh, là một chiến sĩ. Nhưng mà có một sự khác biệt rất lớn. Một con người là một người chăn chiên so với một vị vua thì làm sao mà so được? Các đệ tử Chúa có amen không? Nhưng mà David lại là một người phải là luôn luôn chiến thắng. Chúng ta thấy rõ ràng là sự khác biệt này, ai, điều gì, điều gì đã làm cho David và Saul có một sự khác biệt lớn như vậy? Ai? Chỉ có thần của Đức Chúa Trời thôi. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng với David thôi. Điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa David và Goliath? Goliath thì là một chiến sĩ từ tuổi còn thơ. Còn David chỉ là một người chăn cừu, chăn chiên. Vua Saul nói rằng, con ơi, con không đụng vào nó được đâu. Con không thể. Nhỏ bé như vậy, da hồng hồng xinh xinh kiểu này, thì là một chàng trai công tử. Con làm sao mà con chiến thắng được Goliath? Nó là một chiến sĩ từ tuổi còn thơ. Bao nhiêu tướng lĩnh của ta kia kìa. Con chưa làm gì được nó. Con hãy cẩn trọng. Nhưng mà cuối cùng David chiến thắng. Vậy thì sự khác biệt giữa David và Goliath là gì? Đó là người được sức giàu. Đó là David có thần của Chúa. Người nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người nào có thần của Chúa, thì người đó sẽ tạo ra sự khác biệt. Các đại tớ Chúa có amen không? Và chúng ta thấy rằng vai trò của Đức Thánh Linh quá quan trọng trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Và Đức Thánh Linh đang hành động trong ngày hôm nay. Đức Thánh Linh đang hành động trên đời sống của chúng ta. Chúng ta xem nhé. Dù David chỉ là một người nhỏ bé, nhưng mà làm được những chiến công oanh liệt, đi vào sử sách, cứu cả một dân tộc, còn hơn cả vua. Đây là tin mừng cho chúng ta. Chúa không có tay vị ai hết. Dù các bạn chỉ là một người vô danh tiểu tốt, dù các bạn chỉ là một người thấp cổ bé họng theo cách đời này, dù các bạn là một con người ít học thức, ít tiền bạc, ít năng lực của đời này, nhưng các bạn vẫn có thể khả năng chiến thắng những Goliath của đời này. Amen. Chỉ khi thần của Chúa đầy dẫy trên các bạn sẽ không sợ bất cứ một thế lực nào. Amen. Tôi đã phát hiện ra điều này. Cuộc đời tôi từ khi bắt đầu tôi biết Chúa, tôi nói Chúa ơi, con kém cỏi quá, con tệ quá. Chúa thì quá là vinh hiển, còn con thì quá là tệ. Không có ai hiểu chúng ta bằng chính mình. Có phải như vậy không anh chị em? Chúa ơi, con soi mình trước lời Chúa, con thấy tệ quá. Chín bông trái con chẳng có cái bông nào ra bông nào hết. Con tệ quá. Chúa ơi, xin hãy giúp con. Xin hãy giúp con. Và lúc nào tôi cũng thấy mình tệ thôi. Lúc nào tôi thấy mình kém cỏi. Tôi nói Chúa ơi, với công việc lớn lao như thế này, với sự vinh hiển của Chúa lớn lao như vậy, làm sao con với tôi được? Chúa ơi, nếu Ngài không hành động, Ngài không giúp đỡ con không thể nào chiến thắng được. Và khi mà tôi phát hiện ra rằng Đức Thánh Linh là tác nhân để tạo nên sự khác biệt giữa cơ đốc nhân với cơ đốc nhân, tôi phát hiện ra rằng Đức Thánh Linh sẽ là tất cả cho cơ đốc nhân. Chúa Giêsu là tất cả cho thế gian này. Còn chúng ta đã có Chúa Giêsu rồi. Hội thánh có amen không?
Chúng ta có Chúa Giêsu rồi, ngoài sự cứu rỗi ra chúng ta cần có Đức Thánh Linh. Bởi vì Ngài sẽ tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với những Cơ Đốc nhân khác. Chúng ta không phải là nói rằng sự khác biệt đấy để chúng ta kiêu ngạo, nhưng mà nhịn nhục cũng tốt hơn. Có phải như vậy không? Chúng ta có thể nhân từ hơn, chúng ta có thể khiêm nhường hơn, và chúng ta có thể tiết độ hơn, yêu thương hơn, vui mừng trong bão tố. Và đó là sự khác biệt do Đức Thánh Linh sẽ tạo ra trên đời sống của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta thấy được cái vai trò của Đức Thánh Linh quá quan trọng. Và Đức Thánh Linh, Ngài sẽ khiến cho chúng ta, những con người kém cỏi, sẽ được ngước cao đầu lên. Cô-rinh-tô nhất nói rằng, trong vòng anh em, không có nhiều người tài giỏi đâu. Không có nhiều người khôn ngoan theo đời này đâu. Không có nhiều người mạnh mẽ theo đời này đâu. Đức Chúa Trời sẽ dùng kẻ yếu để làm hổ thẹn kẻ mạnh. Đức Chúa Trời sẽ dùng kẻ dại để làm hổ thẹn kẻ khôn. Đức Chúa Trời dùng sự không có để làm đã có cho Ngài. Và đó là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài sẽ khiến cho thế gian này phải hổ thẹn. Có như vậy, có đúng như vậy không thưa các đầy tớ Chúa? Chúng ta xem lại câu chuyện của Eli và Elise. Ôi nếu mà nói tương quan lực lượng, biết bao giờ mà trò mà bằng thầy. Làm sao trò làm bằng thầy? Làm sao trò có thể bằng thầy được? Nhưng mà cuối cùng chúng ta biết rằng Elise, ông đã làm gấp phép lạ gấp đôi thầy của mình. Và cuối cùng tại sao mà ông làm được điều đó? Là bởi Đức Thánh Linh ở trong ông. Thần của Chúa đầy hơn, thần của Chúa nhiều hơn là thần của Eli. Đây cũng là tin mừng cho chúng ta. Hỡi những người đang làm học trò, các bạn, ai là người đang làm học trò đâu? Đâu? Ôi ở đây nhiều là người làm thầy thế. Tại tôi thấy học trò ít quá. Không, nếu vậy các bạn giơ cao đi. Tôi cũng giơ tay đây. Tôi đang học thọc đến ngày Chúa Giêsu về, tôi cũng chưa hết học. Hỡi những người học trò, chúng ta sẽ làm được chuyện lớn lao cho Chúa. Không có sợ, không có sợ là ông mục sư kia đầy ơn quá, ông mục sư kia lỗi lạc quá, ông mục sư kia đã từng trải quá nhiều thần học quá. Không quan trọng chuyện ấy. Điều quan trọng là chúng ta có thần của Chúa hay không. Điều quan trọng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời có bằng lòng hành động trên đời sống của chúng ta hay không. Đức Thánh Linh là đấng tạo nên sự khác biệt. Không phải thời gian, không phải năm tháng, không phải kinh nghiệm thần học, không phải chức vụ tạo nên sự khác biệt đâu, mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời tạo nên sự khác biệt. Từ lúc tôi nhận ra điều này, tôi nói chức vụ á, không đâu. Chúa rời khỏi ngươi, ngươi khốn nạn. Chúa rời khỏi ngươi, ngươi cũng không là gì đâu. Tôi không bao giờ dám tin cậy vào chức vụ của mình. Tôi không bao giờ dám tin cậy vào thần học của mình. Tôi không bao giờ dám tin cậy vào sự khôn ngoan của mình nữa. Bởi vì tôi biết rõ rằng thần của sự khôn ngoan tốt hơn là cái sự khôn ngoan còn con của mình. Thần của sự khôn ngoan mà ở trong chúng ta tuyệt vời hơn bất cứ một sự khôn ngoan nào trong thế giới này. Tôi không tin cậy vào sức mạnh của tôi nữa. Bởi vì Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ gục ngã đây. Nhưng mà sức mạnh của Chúa đổ trên chúng ta rồi, chúng ta sẽ luôn luôn bước đi một cách mạnh mẽ. Để rồi chúng ta kinh nghiệm được rằng càng đi tới sức lực lần lần thêm. Nhiều khi có nhiều người nói, một sư làm kiểu này chắc chết quá, làm kiểu này chắc là gục ngã quá. Mà tôi cũng cảm thấy rằng nếu như không có Thánh Linh tôi gục ngã thật. Nhưng mà tôi biết rằng sức mạnh của tôi đến từ đâu? Từ Chúa ban cho. Thánh Linh của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy sức mạnh và làm chứng về ta về tại thành Jerusalem. Các đệ tử Chúa có amen không? Và Thánh Linh là đấng tạo nên sự khác biệt. Đây là tin mừng cho những người đang làm học trò. Chúng ta sẽ làm chuyện lớn hơn thầy, bởi vì Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Và đây là cái điều không phải tôi nói, đây là điều Chúa Giêsu nói. Những kẻ nào tin ta, làm những việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì ta đi về cùng Cha. Mà Chúa Giêsu về cùng Cha có nghĩa là Đức Thánh Linh được ban xuống. Vì nó là ngay đó cho nên chúng ta mới làm được chuyện lớn hơn Chúa Giêsu. Chúng ta đừng nghĩ đến vai trò nhé, chúng ta đừng nghĩ đến địa vị nhé, chúng ta là nghĩ đến công việc ấy. Có Thánh có amen không? Chúng ta phải làm nhiều hơn Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu chỉ trong thế giới này thi hành chức vụ có 3 năm ấy thôi.
Còn chúng ta có cả một cuộc đời, chúng ta là học trò của Chúa, chúng ta phải làm nhiều hơn Chúa. Nhưng mà làm nhiều bao nhiêu thì nhiều, học trò vẫn là học trò. Các đệ tử Chúa có amen không? Làm nhiều hơn thầy mình bao nhiêu thì bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà vai trò làm học trò thì bao giờ cũng phải dành sự tôn kính cho thầy mình. Chúng ta gieo cái gì gặt cái nấy đấy. Chúng ta đừng ngất ngây với thành công. Tôi vẫn thường nói, tôi nói là trước mặt mục sư Võ Văn Lạc, tôi bao giờ cũng dành cho ông sự tôn kính. Tôi không nói là để mà khoe mình, nhưng trong lương tâm tôi nói với các mục sư, tôi nói với những người đồng lao, ông đáng được như vậy. Tôi không cần biết chuyện của ông ra sao, tôi chỉ biết rằng ông là người thầy của tôi và tôi cứ tôn quý ông. Còn anh có amen không? Chúng ta có tin mừng cho chúng ta rằng là học trò vẫn có thể làm lớn hơn thầy mình. Nhưng mà có một tin bên cạnh, đó là dù có làm lớn hơn bao nhiêu không cần biết, học trò vẫn là học trò, thầy vẫn là thầy. Đừng có lên mặt, đừng có cho mình là ai đó. Sự khác biệt của chúng ta là Đức Thánh Linh. Vậy tôi hỏi các bạn nhé, các bạn có muốn tạo nên sự khác biệt không? Các bạn có muốn có sự khác biệt đối với những người khác không? Ôi, một sự khác biệt tốt, đó là điều đáng ước mơ mà. Các bạn có muốn là yêu thương nhiều hơn không? Các bạn có muốn là vui mừng nhiều hơn không? Nhân từ, nhịn nhục, hiền lành, mềm mại, trung tín, các bạn có muốn nhiều hơn không? Chỉ có Đức Thánh Linh đầy dẫy trên các bạn mới nhiều hơn và các bạn mới khác biệt được mà thôi. Các bạn không thể tạo nên sự khác biệt cho chính mình được. Không phải dùng nỗ lực của mình, không dùng kinh nghiệm của mình, không thể dùng thần học của chúng ta có để mà tạo nên sự khác biệt không. Chúa ban thần của Ngài đến để làm gì? Là đấng mưu luận, đấng mạnh sức này, đấy, đấng khôn ngoan này, lần của lẽ thật này, để làm gì? Để cung cấp cho chúng ta tất cả những điều con người cần. Tôi xin đọc lại những cái chỗ đó nhé. Ngài là thần đời đời này, thần mạnh sức này, đấng mưu luận này, thần khôn ngoan, thần yên ủi, thần lẽ thật. Tất cả những cái này á, tất cả cái thần này chúng ta cần không? Chúng ta cần mạnh sức không? Chúng ta cần được mưu luận không? Chúng ta cần được yên ủi không? Tôi nói với các bạn rằng không có ai yên ủi chúng ta tốt bằng Chúa đâu. Tôi nói thật với các bạn, cuộc đời không phải ngẫu nhiên mà Chúa nói thần yên ủi. Cuộc đời của tôi không biết bao nhiêu lần tôi không bao giờ đếm được nữa, là tôi nói Chúa ơi, con cần Ngài. Chỉ có Ngài mới yên ủi được con thôi. Cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa, các bạn nghĩ sao? Đầy bão tố. Nếu như chúng ta đi theo Chúa mà không có bão tố thì không phải là người của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không bị bắn phá, chúng ta không bị hềm dèm chê, chúng ta không bị xỉ ấm sói, chúng ta không bị xỉ nhục thì chúng ta chưa phải là người của Đức Chúa Trời. Nhưng lúc mà chúng ta bị như vậy, ai có thể an ủi được chúng ta? Tất cả những người xung quanh có thể làm được một điều gì đó. Chồng chúng ta, vợ chúng ta, con cái chúng ta tốt lắm, có thể giúp chúng ta một điều gì đó. Những bạn đồng lao có thể giúp chúng ta một điều gì đó. Nhưng không phải là tất cả đâu. Các bạn có amen không? Không làm được tất cả đâu. Chỉ có thần yên ủi của Chúa. Chúa biết rõ chúng ta. Chúa biết rõ chúng ta hơn bất cứ một người nào trên cái thế giới này. Đôi lúc chúng ta còn không hiểu nổi mình nữa đấy. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa biết rõ chúng ta. Ngài yên ủi tuyệt vời lắm. Ngài yên ủi những lúc bão tố như vậy tuyệt vời lắm. Tại sao chúng ta có thể vượt qua được biết bao nhiêu bão tố? Tại sao chúng ta có thể vượt qua được biết bao nhiêu những sự thị phi? Tại sao chúng ta vẫn hiên ngang để sống được? Đó là nhờ Thánh Linh của Chúa ở bên trong chúng ta. Có cái người nào mà bị thị phi giống như hội thánh Tư Gia không? Phải lăn lộn kiếm từng con chiên, phải lăn lộn với cuộc đời. Không có ai nâng đỡ, không có tổ chức nào nâng đỡ cả. Phải lăn lộn, phải trả giá. Và cuộc đời có rất nhiều bão tố. Chúng ta là những con người đó. Và chúng ta phải chịu biết bao nhiêu. Nhưng mà tạ ơn Chúa,
Bởi vì chúng ta tin cậy nơi Đức Thánh Linh. Và chính Đức Thánh Linh đã tạo nên sự khác biệt cho chúng ta. Chính Đức Thánh Linh Ngài đã thêm sức cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta bươn tới. Tạ ơn Chúa vì điều này. Chúng ta dâng một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. Điều thứ hai mà tôi muốn tâm tình với các đầy tớ Chúa. Theo Thánh Kinh, huyền nhiệm đó là những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe, và chỉ loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Thượng Đế đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài. Thượng Đế đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Ngài Thánh Linh dò xét mọi sự. Thượng Đế đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Thượng Đế. Thật là tuyệt vời. Đức Chúa Trời có quá nhiều điều mầu nhiệm, có quá nhiều điều vĩ đại. Đức Chúa Trời còn cảm những kho tàng của những sự vĩ đại mà con người không thể hiểu được. Những người tài năng của đời này, những người lãnh đạo của đời này, những người uyên bác của đời không thể nào mà hiểu được những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta lại hiểu. Chúng ta hiểu điều đó. Tại sao mà chúng ta lại có một cái vinh hạnh lớn như vậy? Tại sao chúng ta có một đặc ân lớn như vậy? Kinh Thánh nói là bởi vì Đức Chúa Trời đã nhờ Thánh Linh tỏ cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể hiểu được cái bề trong của Đức Chúa Trời? Nào các bạn, ai có thể hiểu trong được cái bề trong của mình? Ai có thể hiểu được cái bề trong của tôi? Trừ khi nào tôi nói ra, các bạn mới hiểu tôi. Có đúng như vậy không? Vậy thì đối với Đức Chúa Trời, ai có thể hiểu được cái bề trong của Đức Chúa Trời? Không ai hiểu được đâu. Chúng ta không thể tự hiểu được đâu. Chúng ta cũng không thể đọc Kinh Thánh mà hiểu được đâu. Bởi vì Kinh Thánh là lời Logos. Chúng ta không thể tự hiểu được. Chỉ khi tự Đức Chúa Trời nói cho chúng ta mới hiểu về Ngài thôi. Chỉ khi tự Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thì chúng ta mới biết về Ngài thôi. Biết về sự mầu nhiệm của Ngài. Mà Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta không phải là trực tiếp, mà Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta qua Thánh Linh của Chúa. Đức Chúa Trời Ngài nhờ Thánh Linh để bày tỏ chúng ta những sự mầu nhiệm. Ôi anh chị em ơi, anh chị em là một người Đức Chúa Trời phải khao khát điều này nhé. Cuộc đời tôi từ ngày tôi biết Chúa, tôi nói Chúa ơi, Ngài quá là vĩ đại. Ngài có cả một kho tàng của sự bí mật. Ngài thật là tuyệt vời. Mà con biết về Ngài có chút xíu à? Con biết về Ngài ít quá. Chúa ơi, xin Chúa cho con để lộ những bí mật của Ngài cho con đi. Những bí mật của lòng Ngài, những sự huyền nhiệm từ trước muôn đời mà Ngài chưa tỏ ra ấy, nếu có thể được cho con đi. Tôi không biết các bạn có cầu nguyện như vậy không. Còn tôi luôn khát khao những sự mầu nhiệm. Tôi khát khao những điều mà chưa ai biết. Đừng cho rằng mình kiêu ngạo. Các bạn có amen không? Chúng ta có quyền khát khao những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã sắm rồi. Có điều chúng ta có khát khao cái điều đó hay không? Và chỉ có Thánh Linh của Chúa mới chỉ cho chúng ta những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến mà thôi. Chỉ có Thánh Linh của Chúa. 40 năm về trước, mục sư Võ Văn Lạc không thể nào mà có thể nghĩ tới hay nhìn thấy được Hội Thánh lại có một sự vinh hiển giống như ngày hôm nay. Có đúng như vậy không thưa mục sư? Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn ngày hôm nay là nó là như vậy. Nhưng mà cách đây 40 năm không thể nào mà có thể biết được điều đó. Mục sư Võ Văn Lạc làm sao ngày 40 năm về trước có thể nghĩ rằng Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam ngày xưa trốn chui trốn lùi ở trong những cái nhà ọp ẹp, những căn phòng tối tăm, mà bây giờ lại được trường ra ánh sáng, lại được thờ phượng Chúa như thế này. Ngày xưa mục sư không nghĩ tới được đâu. Có đúng như vậy không thưa mục sư? Mục sư cũng không thể nào nhìn thấy được. Nhưng những điều mà chúng ta đang có ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. Ngày xưa, 40 năm về trước, mục sư Võ Văn Lạc cũng không thể nào mà có thể hình dung được rằng những cái người nghiện ngày hôm nay lại là một lực lượng, lại là một đội quân đem đến sự thách thức cho thế gian này.
không ai làm được. Nhưng mà tin lành của Chúa lại làm được. Và đó là những điều mà chúng ta thấy rằng Chúa đã bày tỏ từ trước rồi, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa đã sắm sẵn rồi. Chúa đã sắm sẵn rồi và Chúa Thánh Linh đã bày tỏ cho một số tôi tớ Chúa. Và ngày hôm nay các bạn, chúng ta sẽ nói về tương lai. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng ở cái thềm mà 40 năm về sau bắt đầu. Chúng ta có tưởng tượng được rằng nó chỉ là như thế này không? Chúng ta có nghĩ là nó chỉ là thế này không? Không, những ngày sắp tới đây, những cái trung tâm giải cứu nó phải nhiều gấp bội phần những gì đang có. Và mỗi một tỉnh thành của Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam phải có vài cái trung tâm như thế này. Ồ, Thánh có amen không ạ? Vâng, và số lượng người tin Chúa không phải là chỉ hơn 10.000, mà nó còn hàng trăm ngàn người tin Chúa qua Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Và hàng rừng người đưa tay lên, quỳ gối xuống để thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đó là những điều Chúa đã bày tỏ cơn mưa cuối mùa. 14 năm về trước, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta cơn mưa cuối mùa. Điều ấy nó đang dần diễn ra. Và mục sư Võ Văn Lạc có nói là hãy bền đỗ trong sự cầu nguyện. Hãy bền đỗ trong sự cầu nguyện. Điều đó ắt nó sẽ xảy ra. Chúa đã bày tỏ rồi. Chúa đã nhờ Thánh Linh của Ngài để bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta tin rằng cơn mưa cuối mùa của Chúa sẽ đổ một cơn mưa phước hạnh đến trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đó là ý muốn của Chúa. Đó là ý muốn của Chúa. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. Và mắt chúng ta chưa nghe, chưa nhìn thấy, nhưng mà Chúa đã sắm sẵn và Chúa đã bày tỏ rồi. Chúng ta hãy bám chặt vào Chúa và chúng ta tin rằng điều gì mà Chúa đã bày tỏ, điều gì Chúa đã sắm sẵn thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lãnh được. Bởi vì Chúa sắm sẵn là để cho chúng ta, để cho Hội Thánh của Chúa, những người tin cậy nơi Chúa. Và đó là cái điều mà chúng ta nói đến trong cái thời giờ này. Chúng ta nói về hiện tại. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta nói về tương lai. Tương lai chúng ta không thể như thế này đâu. Nó không là như thế này mãi đâu. Nó sẽ đầy dẫy sự vinh hiển. Dân tộc Việt Nam sẽ là một quốc gia được phước. Đánh có amen không? Sẽ là một nguồn phước cho mọi người. Sẽ là một nguồn phước cho mọi dân tộc. Mà điều đó tôi nói với các bạn rằng chúng ta đã ước mong điều đó từ lâu rồi. Chúng ta đã nói về điều đó từ lâu rồi. Và điều đó đang ứng nghiệm trong ngày hôm nay. Và chúng ta tin rằng một vài năm nữa chúng ta nhìn đi, Việt Nam sẽ là một quốc gia hùng mạnh ở trong Đông Nam Á này. Hội Thánh Việt Nam sẽ là Hội Thánh được phước, nguồn phước cho mọi người. Và đó là ý muốn của Chúa. Chúa đã bày tỏ rồi. Và Chúa đã bày tỏ thì chắc chắn Chúa sẽ làm cho thành. Hội Thánh có amen không ạ? Hãy vui mừng lên, hãy đức lòng mừng đó lên. Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng mạnh sức, là đấng quyền năng, là đấng thần của lẽ thật, là đấng yến ủi, là đấng khôn ngoan đã bày tỏ cho chúng ta tất cả những sự bí mật của thiên đàng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa với điều đó. Vì Hội Thánh của chúng ta là Hội Thánh có Đức Thánh Linh làm chủ. Hội Thánh của chúng ta là Hội Thánh nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh. Hội Thánh của chúng ta là Hội Thánh luôn bám chặt vào Đức Thánh Linh. Chỉ đơn giản thôi là bởi vì chúng ta được sinh ra từ trong một cái hội thánh mà đã nhờ cậy Đức Thánh Linh từ trước rồi. Và đơn giản hơn nữa là chúng ta kém cỏi lắm, không có Đức Thánh Linh là chúng ta thất bại. Có đúng như vậy không? Cái thực tế không có Đức Thánh Linh là chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta không thể nương cậy vào ai được. Và có một đầy tớ Chúa, cách đây 2 ngày tôi cũng kể cho giáo hòa Sion, có một đầy tớ Chúa, ông ấy là người thầy của tôi, không phải là thầy, nhưng mà ông ấy đi trước tôi. Ngày đó tôi với ông hay đi công tác với nhau, đi các cái chuyến truyền giảng dưới miền Tây. Lúc nào tôi cũng cầu nguyện hết. Lúc nào tôi cũng cầu nguyện trong Thánh Linh. Ngày xưa tôi học trong trường đại học, tôi làm lớp trưởng. Và cái ông giáo sư kia, ông to đùng, ông là người Anh, ông to lắm. Tôi đứng, tôi phải dối hết tay lên mới đứng chán ông. Ông như Goliath ấy. Và ông ấy, ông, tôi còn nhớ mãi, ông tên là Bô Tiêu. Ông phải nói là ông giảng lời Chúa. Ông không có khôi hài. Ông cũng không có la la như tôi vừa rồi đâu. Ông nói rất đều đều. Thế mà có một cái sự sức dầu, các bạn biết không? Có một cái sự sức dầu nó tuôn đổ trên cả một cái lớp học. Ông dạy bao nhiêu ngày thì sức dầu nó đầy dẫy trên lớp học. Ông giảng cái môn gọi là Tân Ước Lược Khảo. Ông nói đến đâu á thì cái hình ảnh của Tân Ước nó hiện ra đó. Ông nói đến đâu á, những cái sự kiện mà ông đang nói ấy, nó cứ một nó hiện ra trong mỗi một con người. Lớp học từ người này đến người kia cứ lịm đi mà nghe.
Đến khi mà ông ấy chia tay để hết lớp học ấy, là về đó. Cả lớp học, thường thường các bạn biết không, là học sinh. Chúng thấy mà nơi được nghỉ rồi thì các bạn nghĩ sao? Sự mừng vô cùng, cuốn gói là chạy thôi. Nhưng mà riêng trong cái lớp học này là được nghỉ rồi, thầy chia tay rồi nên tặng quà cho thầy rồi. Mà cả lớp cứ ngồi ngây ra nhìn thầy. Cứ chờ đợi một cái gì đó, những cái quyến luyến, cái sự sức giờ. Tôi nhớ là tôi làm lớp trưởng, mà ngày đó học là phải hết sức thầm lặng. Lớp trưởng là có trách nhiệm chở giáo sư, mà chở là phải kìa lắc léo để cắt đuôi, không cho biết giáo sư ở khách sạn nào. Tôi chở như thế mà ông ấy cao to như vậy. Mỗi lần tôi dừng xe lại đó khổ vô cùng. Vì tôi chống chân như thế này, ông cứ ngã người qua một cái là nó muốn đổ cả cái xe, chống không nổi. Mình thì yếu. Mà ông ấy có một cái người anh, người ta kỵ đụng vào nhau lắm sao đó, người nam á. Tôi nói, chú ơi, cái ông mục sư này, ông được sức giàu quá đi. Còn khao khát có sự sức giàu của ông. Mà các đệ tử chú biết không, tôi chạy xe đó. Ông ấy lúc nào cũng vậy nhá, cứ một khoảng cách xa như vậy này. Ở sau lưng tôi ấy, mà cái khoảng cách ông ngồi tút ra phía sau, ông né tôi. Tôi muốn ông gần tôi đi để tôi có, ông chạm vào tôi để tôi có sự sức giàu. Còn ông thì cứ né sát ra ngoài. Mà càng né sát ra ngoài thì xe tôi nó càng đảo. Nó nặng phía sau, ông to đùng như thế, nó nặng phía sau. Tôi lái mệt mỏi nữa. Mấy lần kia tôi chạy xe như vậy, tôi cứ ước mong sao ông rờ vào mình cái. Ông không rờ. Đến lúc mà tôi thắng gấp, ông cẩn trọng rồi, ông đề phòng rồi. Tôi đã thắng gấp thử mấy lần rồi. Thế mà thắng gấp rồi mà ông vẫn không chịu. Ông vẫn cường, ông cầm ghế sau này, ông ngồi, ông bám chặt vào nó, ông đẩy người lại chứ ông không để ngả theo. Đến lúc mà đến cửa khách sạn, cái chẳng sao được nữa, tôi dựng xe. Ông nói là giống như ba tạm biệt. Tôi nhảy tới là tôi ôm chầm lấy ông. Nói thì ý tứ không được thì làm thẳng. Tôi ôm lấy ông. Thế là ông thấy tôi ôm ông giống như là Goliath mà ôm David vậy. Thế là ông thấy tôi ôm ông thì ông cũng ôm. Nhưng mà rồi chia tay nhau, tôi về tôi sung sướng. Tôi về đi đường tôi cứ lâng lâng sung sướng. Ngày xưa đơn sơ lắm anh chị em. Mà mình đơn sơ thì chú đãi theo kiểu đơn sơ. Anh chị em có amen không? Tôi về tôi nói rồi, cảm ơn Chúa hôm nay con lấy được sự sức giàu của đầy tớ Chúa rồi. Đi đường là tôi cứ cầu nguyện tiếng mới. Có ông mục sư kia kìa, ông bảo tôi không biết tiếng Anh mà, cho nên là mới hỏi đến lớp, mới hỏi người phiên dịch. Bảo này, cái anh mà anh lái xe, anh là lớp trưởng đúng không? Bảo anh này nhiều nan đề lắm hả? Ông kia ông hỏi tôi, ông phiên dịch đấy, là tôi còn nhớ là, thôi tôi không nói tên. Anh bảo chứ ông giáo sư hỏi anh là anh nhiều nan đề lắm hả? Tôi nói đâu có. Ông bảo sao ông kia bảo là không có. Cái ông giáo sư bảo sao tôi thấy ông đi đường cầu nguyện suốt ngày à? Tôi nói ủa sao kỳ ta, bộ có nan đề mới cầu nguyện hả? Đây là ông giáo sư khác nha, đây là ông giáo sư khác mà tôi cũng cầu nguyện tiếng mới nữa. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, bộ có nan đề mới cầu nguyện hả? Tôi cầu nguyện mà ông không hiểu là cầu nguyện hả? Thế là tôi thấy một sự khác biệt lớn lao giữa hai con người, giữa cái ông bà tiêu đó với ông này khác nhau hoàn toàn, và cách giảng dạy của ông cũng khác nhau hoàn toàn anh chị em. Và ông chưa hết môn là người ta đã mong hết, chưa hết giờ là người ta mong về rồi. Còn cái ông kia thì cứ là ngồi cứ như là mê mẩn đi về sự sức giàu. Hội thánh có amen không? Đó là một cái sự khác biệt. Đó là cái sự khác biệt mà chúng ta cần phải ham muốn. Và tạ ơn Chúa vì điều đó. Tạ ơn Chúa vì chúng ta biết là Thánh Linh của Chúa là một đấng thật là tuyệt vời. Chỉ có Ngài mới tạo nên sự khác biệt chúng ta mà thôi. Chúng ta đừng khoe mình vì cớ chúng ta đang thành công. Chúng ta đừng khoe mình vì cớ chúng ta đang có một hội thánh lớn. Chúng ta đừng khoe mình vì cớ chúng ta có một chức vụ lớn. Chúng ta đừng khoe mình vì cớ chúng ta đã học thần học nhiều, tin Chúa lâu năm. Hãy khoe mình vì cớ chúng ta đang bám chặt vào Đức Thánh Linh. Hãy khoe mình vì cớ Đức Thánh Linh không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Chúng ta biết rõ một điều, Đức Thánh Linh thì lúc nào cũng ở trong chúng ta. Nhưng điều quan trọng là Ngài có bằng lòng để Ngài hành động qua chúng ta hay không. Đó là sự khác biệt. Vậy trong buổi chiều ngày hôm nay, tôi ao ước rằng tất cả mọi người
Tất cả mọi người đang có mặt tại đây, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, chúng ta biết rõ sự khác biệt rồi, và từ nay trở đi chúng ta bám chặt vào Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ nâng chúng ta lên, và Đức Thánh Linh sẽ qua đời sống chúng ta làm những điều vĩ đại lớn lao. Chúa đã từng làm cho Elise thế nào, đã từng làm cho David thế nào, đã từng làm cho Phi-e-rơ và Phao-lô thế nào, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta gấp bội phần hơn tất cả những vị đó. Vinh quang sau thì lớn hơn vinh quang trước. Đức Thánh Linh đáng được tôn cao. Đức Thánh Linh là tất cả của chúng ta. Hội Thánh có amen không ạ? Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.